Xin chào quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay thì Thanh Khang và Nhật An đang có mặt ở Long An và sẽ cùng dẫn quý vị đi đến thăm công trình của nhà chị Hoa. Đây là một công trình và nó rất là hoành tráng nha quý vị. Được thiết kế đó chính là phong cách tân cổ điển mái Mansa. Công trình này thì chúng tôi cũng đã từng dẫn quý vị đến lúc mà công trình mới khởi công xây dựng cũng như là trong quá trình làm móng rồi. Vậy thì sau khoảng thời gian thì chính xác hiện tại công trình này như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tiến gần hơn đến công trình nhà chị Hoa và cùng nhau tham quan nhé. Đến thăm công trình nhà chị Hoa thì như quý vị có thể thấy là hiện tại là công trình đang trong quá trình là thi công phần thô nha quý vị. Và cụ thể đó chính là đang triển khai thi công cái phần tầng tum ở phía bên trên, đó chính là cái tầng của mái Mansa. Thật sự về những công trình nhà mái Mansa so với nhà mái Nhật hay mái Thái thì nó sẽ có một cái đặc trưng rất là khác, đó chính là gì? Đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái tầng mái để chúng ta có thể sinh hoạt, sinh sống ở bên trong. Một số gia đình thì có thể là bố trí làm phòng thờ nè, rồi phòng gym nè, phòng đọc sách nè, phòng tập thể dục vân vân. Nói chung là rất là nhiều công năng khác nhau. Thì cái điều này nó sẽ là cái điểm cộng rất là lớn khi quý vị chúng ta thiết kế và thi công của từng mái Mansa nha quý vị. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang thi công triển khai phía bên trên. Sau khi mà chúng tôi xong về cái phần từng mái Mansa thì sẽ tiến hành đó chính là tô trát, cũng như đó chính là bắt đầu vào cái giai đoạn hoàn thiện công trình. Nói chung thì cái giai đoạn phần thô này luôn là cái giai đoạn rất là quan trọng. Và thông thường nha, có một cái điểm mà thường nhiều gia chủ hay cứ nhầm tưởng, đó chính là phần hoàn thiện mới là phần chính và cái thời gian của phần hoàn thiện nó sẽ lâu. Nhưng mà thật sự nha quý vị, nếu mà công trình chúng ta muốn cái độ cứng chắc thì thông thường cái phần thô này chúng ta lại phải có cái thời gian nó lâu hơn để đảm bảo đó chính là cái nền móng thật là vững chắc, cũng như là về cái chất lượng công trình sau này không có bị nứt nè, không có bị thấm dột nè. Thì cái giai đoạn phần thô này nó sẽ quyết định rất là lớn nha quý vị. Và khi quý vị làm việc với Mark Home chúng tôi thì chúng tôi sẽ có đội ngũ thanh tra sẽ đến thường xuyên là thanh tra giám sát. Ví dụ là về các khâu từ làm móng nè ha, đến phần thô, sau này đến phần hoàn thiện ốp lát chẳng hạn. Chúng tôi cũng sẽ có thanh tra để cử đến. Trường hợp nếu quý vị chúng ta không có gọi là thi công mà chúng ta chỉ thiết kế thì sao? Thì chúng tôi vẫn sẽ có ưu đãi nhé. Đó chính là hai lần thanh tra giám sát miễn phí. Đây chính là ưu điểm của công ty so với những đơn vị khác. An cũng xin chia sẻ về kích thước công trình này luôn cho quý vị có thể nắm. Công trình sẽ có chiều dài là 15,1m, chiều rộng là 10,3m và tổng diện tích thiết kế của cả hai tầng một tum đó chính là 465m². Quả thật là công trình này nếu mà gọi là biệt thự là đúng luôn quý vị, bởi vì cái diện tích rất là lớn đúng không nào? Và với những cái công trình mà tân cổ điển thế này nữa thì bởi vì hiện tại chưa có gọi là đến cái giai đoạn mà chúng tôi sẽ đắp chỉ, nhưng mà sau này thì quý vị sẽ biết ha, ví dụ là những chiếc cột ở đây đi, những cái cột trụ tròn này, sau này chúng tôi sẽ đắp những cái đường chỉ rất là cầu kỳ. Do đó là cái thời gian thi công thường nó sẽ lâu hơn so với những công trình hiện đại. Và từ đó thì cái chi phí thi công của chúng ta thường thì nhà tân cổ điển nó cũng sẽ cao hơn so với nhà hiện đại quý vị. Đây là cái điều mà An cũng chia sẻ và kiến sư chúng tôi cũng tư vấn ngay từ đầu quý vị rồi. Và chưa kể là về cái vật tư vật liệu nữa, quý vị hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn trong cuốn catalog của chúng tôi. Thì quý vị lựa chọn như thế nào thì cái dự toán sẽ như vậy. Ví dụ là quý vị lựa chọn những cái vật tư vật liệu nó hơi đắt tiền đi để đúng với cái tinh thần sang trọng của biệt thự này thì chắc chắn là cái chi phí thi công của chúng ta cũng sẽ đội lên cao hơn. Cho nên là quý vị cũng phải chuẩn bị về tài chính nếu như mà chúng ta muốn thi công những công trình tân cổ điển sang trọng như thế này nhé. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị sẽ cùng với thanh tra của Mark Home sẽ tiến vào bên trong cũng như là đi kiểm tra xem chất lượng thi công công trình như thế nào. Chào anh. Em là Đạt bên phòng thanh tra công ty. Em tới thì kiểm tra công trình cho khách và anh đi nghiệm thu với em nha. Rồi, cảm ơn em. Thôi anh em đi ha. Đây hiện tại là khu vực sảnh chính. Cái kích thước ô cửa này là trên bản vẽ là bao nhiêu vậy anh? Phải là 7 đúng không? 2m 7 ngang, 2m 7 cao. Ok, em kiểm tra sơ. Chiều ngang là 27, 28. Một phần tiện nữa là ok. Đúng rồi. Còn cái chiều cao là hiện tại là 2m 8. Rồi. Ok, cái này mình còn hoàn thiện cái phần đất nền nữa. Đúng rồi. Nữa.
mình có cái máy mà bắn máy cái cốt cửa là bằng nhau hay không như thế nào, tại vì anh làm là cân hết máy cốt lại lên nó lên 1m7 á, kiểm tra ví dụ như đây nè, 1m7 hai phân đó hoàn thiện này, anh mới bắn hết còn bỏ rồi cứ kiểm tra mấy cái cốt anh đo lên chiều cao bo lên nha. Ok ok, ví dụ nó có cái độ chênh lệch là mình tô thôi chứ còn chứ không bao giờ mình thiếu mình đục bây giờ đó, ví dụ chênh lệch một phân hay là 5 ly đó. Hiện tại là những phần gạch xây của anh đang làm rất là đúng kỹ thuật, nên là mình xây khoảng 5 hàng gạch dọc là mình sẽ có cái hàng gạch ngang để khóa mặt. Hiện tại là cái gạch bằng gạch ngang này là các bác thợ đã cắm hồ vô đây, quý vị nhìn thấy. Và tất cả các ô cửa là phải đổ lăn tô hết, ô cửa bé thì mình đổ lăn tô 10 nhưng mà ô cửa lớn thì mình phải đổ 15-20. Đúng rồi, 15-20 hết, còn lớn nữa mình đổ. Và đặc biệt trong cái bệ cửa này là phải xây cái hàng gạch quay lại để khóa cái bức tường lại. Có nên ta đạt với bên điện thông đánh dạ, quay dạ. Em tới em kiểm tra sơ cái tiến độ của trình, kiểm tra coi giờ có âm làm được không. Dạ cứ cho anh Đạt anh kiểm tra thoải mái, có vấn đề gì không ổn là mình khắc phục. Mình kiểm tra một lần rồi, anh kiểm tra lại lần hai, công ty nó bảo đảm chất thì lượng mà. Sàn đổ bê tông này thì tương đối là rất là đạt, rất là phẳng, tháo cái pha nhìn rất là phẳng, không có hiện tượng bị đổ. Cái kích thước đây là cái trên thiết kế bao nhiêu vậy anh? Cái đây là cửa này, cái cửa này nó lỡ 1m6 mấy. Anh kiểm tra thứ 65 sao quên rồi. 1m4 hả? Ừ. Ờ đúng rồi, 1m4, vừa ngang 1m4. Cho đây 2m7, ok. Từ 2m7. Hiện tại là mấy cái cột mà anh đang chữa thép thì cũng tương đối là đảm bảo. Sau này cột thì nó 30 trở lên 20 hết, không bao giờ mình làm thiếu, bảo đảm chất lượng. Anh kiểm tra là độ cái độ mát chứ cái độ rỗ hay như nào đó thường. Vị trí này chỗ này, trên này trong thiết kế là tường 20 đúng không anh? Cái đây là nó theo cái bản vẽ nó có tường 10 à? Không, cái tường này nè. Còn cái tường đây là tường 20. Thì mình làm theo cái bản vẽ, chứ còn trong cái nội thất nó làm gì nữa mình không biết, tại vì nó có ảnh hưởng tới nội thất nữa. Thành mình làm theo bản vẽ. Đây là em thấy em đây xây cái gạch quá tường này. Đây là quý vị nhìn thấy đây là vị trí là tường 20. Hiện tại tường 1 là chỉ có vị trí tường ngăn ở đây, chỗ này là tường 20 rồi. Còn lại là tường 10 hết. Đây tất cả các ô cửa là đều đổ lăn tô đầy đủ hết. Ngay vị trí giao tường này các anh câu gạch cũng rất là đảm bảo kỹ thuật này. Đảm bảo cho nó liên kết chắc. Phần mạch vữa thì anh làm cũng rất là đại yêu cầu, trong khoảng từ 1.5 tới 2 phân, rất là đều. Tường xây cũng rất là thẳng. Đặc biệt là không có chỗ nào bị trùng mặt hết, nên là cái kỹ thuật cơ bản là không có nào để cái tình trạng nó xảy ra. Bây giờ mình lên di chuyển lên tiếp tới tầng 2. Dạ. Rồi tiếp đến hiện tại đây là khu vực của tầng 2. Em cũng kiểm tra sơ về cái phần xây tường của anh luôn. Hiện tại là mình chưa, hôm nay mình mới tới cái pha anh. Đúng rồi, mỗi cái bữa nay bắt đầu tháo cốt pha. Nhưng mà bữa đổ là đầm dùi có kỹ không á? Cái này phải tháo cốt pha ra thì mới kiểm tra để mới biết không, được chứ. Sàn dưới thì em thấy là ok rồi đó. Cái tầng dưới là nó bị mất mưa là đôi lúc làm cũng không bằng tầng đây.
Cái tường đây là cái tường chuẩn nhất, tại vì là thời tiết là tốt, làm là bảo đảm anh em là nó rất là khỏe. Cái tường vừa đầu nó bị mất mưa nữa, cái tường trên là bảo đảm hơn nữa. Này, hiện tại là cái ô cửa đây là cái lăn tô vòm đây là anh cũng đổ lăn tô luôn. Nói chung về cái tất cả ô cửa mình sẽ đổ lăn tô, nó phải đảm bảo cái độ chắc chắn sau này. Đúng rồi, đổ lăn tô vòm là lăn tô hết. Mấy cửa lớn là đổ lăn tô, đổ 20 đúng không anh? Đúng rồi, cửa lớn trên 2m 20 hết á. Mét mấy là còn 15, 17, 10. Thì theo cái khấu độ á. Đây cái copa đi, cái gì thấy đây là copa 20. 20 đúng rồi. 20, 4 cây, 16 đàng hoàng á, không phải nhỏ đâu. Hiện tại sơ bộ là em thấy là về cái phần xây tô xây của anh rất là đảm bảo. Và về cái phần vệ sinh cũng rất là gọn gàng. Mình làm tới đâu là mình thu dọn gọn cái đó. Bậc thang này là 110 anh? 110 là nó tới đây là 120 tới Phú Bì Dách luôn. Phú Bì vào đây. 120. Phú Bì Dách 120. Ok. Còn xây dách chồng này nữa. Hiện tại khu vực ở đây là khu vực tầng 3 nha quý vị. Đây hiện tại là như quý vị thấy là các bác thợ đang xây cái tường ăn. Trước khi xây là cái gặp là phải tưới cho ướt chứ, để đảm bảo là khi mình xây nó không có bị nước của bê tông. Rồi hiện tại đây là phía trước phần ban công của tầng 3. Nhưng vị trí ở đây em thấy trên thiết kế là chỉ có hai trụ thôi anh. Đúng rồi, trên cái bản vẽ là nó có hai trụ mình làm cái dàn lam ở trên. Ừ. Nhưng mà chủ nhà vừa rồi có thay đổi yêu cầu là làm bốn trụ làm cái mái tròn vòm ở trên, nhà dò ở trên đó. Giống nhà chòi vậy đó. Bây giờ mình mới có làm phần cốt, chuẩn bị lên. Riêng về cái phần thay đổi này là anh phải làm biên bản xác nhận với chủ nhà rồi anh gửi bổ sung lên nhóm cho em nha. Tất cả những thay đổi gì chủ nhà yêu cầu là anh phải làm cái biên bản. Rồi do cái là cũng mình cũng mới đổ mới làm đây cũng chưa kịp làm biên bản bổ sung cái đó gửi nhóm mai mốt là đưa bổ sung rồi gửi nhóm cái phần thay đổi đó. Rồi sau khi mà kiểm tra quá trình xây tường với lại các công tác mà đổ bê tông sàn của anh thì em thấy là rất là đảm bảo, thì em cũng chúc anh với tổ đội là sớm hoàn thành xong công trình để kịp tiến độ giao cho chủ đầu tư nha. Rất cảm ơn anh Đạt. Rồi. Với quý vị, bên cạnh Thanh Trang đây là anh Tâm, là giám sát thi công của công trình này. Và em xin phép được phỏng vấn anh cho công trình này nha. Thầy không biết là công trình của mình hiện tại thì đã thực hiện đến phần nào rồi ạ? Kính thưa ban lãnh đạo công ty, thưa với chủ nhà, công trình của mình đang chuẩn bị đóng sàn tầng tâm. Đang xây dựng và đóng sàn tầng tâm. Dạ, và dự kiến thì bao giờ mình sẽ xong phần này anh? Dự kiến trong cái thời gian xong cái phần cốt là dự kiến khoảng một tháng nữa. Dạ. Xong phần cốt. Vậy thì xong cái phần tâm này thì tiếp đến thì mình sẽ thực hiện phần gì ạ? Rồi bắt đầu mình hoàn thiện, mình tô bên ngoài, bên trong, tô chỉ, đắp phù điêu. Rồi dạ. Rồi giao lại cho bên sơn tét, bên hoàn thiện. Dạ. Và em thấy đây là một công trình biệt thự tân cổ điển khá là quy mô. Vậy thì gần đây thì thời tiết nó cũng khá là thất thường, thì không biết là thời tiết có ảnh hưởng đến cái quá trình làm việc của mình không ạ? Đúng rồi em, cái thời tiết hôm nay là nó mưa bất chợt rồi nó có ảnh hưởng với công việc, nhưng mà anh em vẫn khắc phục làm cho nó kịp tiến độ. Dạ. Ok. Vậy thì dự kiến bao giờ thì mình sẽ hoàn thành cả công trình này để bàn giao cho chủ đầu tư ạ? Dự kiến thì chắc cuối năm em. Dự kiến xong hoàn thiện cái công trình là còn cuối năm. Còn cái thời tiết hay là nó có vấn đề gì trục trặc thì
rồi mình có thể mình khắc phục, mình làm sâu chứ mà cũng là cố gắng hết mức. Dạ, và một công trình lớn như vậy thì không biết là một ngày thì có bao nhiêu thợ làm việc trong công trình mình ạ? Tại vì mình thợ mình kêu là anh em rồi nó có giai đoạn 15, 13, 12, trong nói chung là khoảng 12 người trở lên. Dạ. Đó, khoảng đó, tại vì là có bữa anh em nó bị vơ hay là như thế nào đó. Dạ. Chứ mà khoảng 15 người, khoảng đó. Em cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh và đội thợ chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt cái công trình này để kịp thời bàn giao cho chủ đầu tư trong dịp cuối năm nay nha. Rồi anh hứa sẽ cố gắng hết mức để bàn giao cùng với công việc chủ nhà để kịp ăn Tết. Dạ. Rồi. Vậy là Thanh Khang và Nhật An đã đưa quý vị đi tham quan công trình của nhà chị Hoa ở Long An. Và chắc hẳn rằng là sau khi mà công trình này hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ quay trở lại đây để một lần nữa giới thiệu đến công trình hoàn mỹ nhất đến cho quý vị ạ. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay với hotline của chúng tôi 0964458888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuột nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và Thanh Khang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.